đa có thể thay đổi cuộc đời của con người, có thể cho họ con đường sống, mang lại sự nghiệp, mang lại những giờ phút vinh quang. Nhưng bóng đá cũng có thể lấy đi tất cả với những ai không đủ bản lĩnh, không thức thời và không trọng danh dự. Dương Hồng Sơn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đi đá bóng từ nhỏ với khát vọng đổi đời như bao cậu bé nơi vùng quê nghèo xứ Nghệ. Niềm đam mê cháy bỏng với những giọt mồ hôi và cả máu đã đổ, đã phải chiến đấu, đã phải lăn lộn để cuối cùng kết thúc sự nghiệp cầu thủ đầy viên mãn. Con người và tính cách của Dương Hồng Sơn luôn mang những màu sắc trái ngược nhau và nếu không tiếp xúc nhiều thì sẽ khó hiểu và khó đoán. Mang dáng dấp đầy ngang tàn, phong trần với vẻ mặt lúc nào cũng ngổ ngáo, bất cần. Một vẻ ngoài đời với những hình xăm hầm hố tạo nên cái cảm giác càn dở khiến nhiều người dễ đánh giá Sơn như một tay dân anh chị khi nhìn từ bên ngoài. Thế nhưng, bên trong con người đó lại là một anh chàng dễ gần, dễ hòa đồng, rất trung thủy, luôn đặt chữ tình lên trên và đặc biệt rất trọng chữ tín. Là một thủ môn nổi tiếng, nhưng xuất phát điểm của Hồng Sơn lại không phải ở vị trí đó. Số phận dường như đã chọn cho anh một ngã rẽ. Đó là vào năm 1997, đội trẻ huyện Quỳnh Lưu đã giao hữu với đội trẻ của Lò Sông Lam Nghệ An. Đúng ngày diễn ra trận đấu, thủ môn của đội trẻ huyện Quỳnh Lưu bận đi học nên huấn luyện viên bảo Hồng Sơn bắt gôn. Sau trận, Sông Lam Nghệ An chọn đúng một người để đưa về lò đào tạo trẻ của họ và đó là Dương Hồng Sơn. Bắt đầu sự nghiệp trong khung gỗ bằng bản năng, thiếu đào tạo bài bản nhưng may mắn của số phận lại một lần nữa mỉm cười với Hồng Sơn. Khi được triệu tập lên đội tuyển U16 quốc gia, anh mới được gặp, được học và làm việc với những huấn luyện viên thủ môn đầy kinh nghiệm. Số phận cũng mỉm cười với Hồng Sơn khi những lúc khó khăn anh luôn có quý nhân giúp đỡ. Cách đây hơn 10 năm, Dương Hồng Sơn đã từng có ý định giải nghệ khi chìm trong những chỉ trích, những nghi ngờ cùng án kỷ luật của Sông Lam Nghệ An. Ở mùa giải 2004, mỗi khi ra sân, Hồng Sơn luôn phải sống trong những áp lực từ sự nghi kỵ xung quanh. Nhớ lại thời điểm này, Hồng Sơn tâm sự. Không hiểu sao, ở Sông Lam Nghệ An luôn có mối nghi kỵ về tôi. Nếu tôi mắc sai lầm, dẫn đến bắt bóng hỏng là ngay lập tức bị xì xào bàn tán, nghi ngờ. Điều đó càng khiến mỗi lần ra sân là tôi càng căng thẳng, mà càng căng thẳng càng dễ mắc sai lầm. Thế là mọi người quy kết tôi bán độ. Thậm chí tôi đã phải nói thẳng với lãnh đạo đội bóng, nếu tôi bán độ hãy để công an vào sân bắt tôi luôn đi. Thú thật, hồi bắt ở Sông Lam Nghệ An, tôi bị tâm lý lắm, áp lực vô cùng. Những điều như thế khiến Sơn đứng trước quyết định bỏ hẳn bóng đá. Nếu không có lời khuyên bảo chân tình từ người đàn anh Hữu Thắng thì có lẽ sự nghiệp của Sơn đã sớm kết thúc đầy cay đắng, ấm ức và tuyệt vọng. Tôi chắc rằng mảnh đời của tôi về bóng đá sau cú sốc năm 2005 là do anh Thắng tái sinh. Tôi rất biết ơn anh Thắng. Số phận lại một lần nữa mỉm cười với Hồng Sơn trong năm đại thành công 2008. Từ một thủ môn chỉ được gọi bổ sung thay cho Thế Anh bị kỷ luật, nhưng Hồng Sơn đã tận dụng được cơ hội ngàn năm có một và bước lên đỉnh cao vinh quang. Từ chàng thủ môn dự bị tiến thẳng tới chức vô địch khu vực đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và cả quả bóng vàng Việt Nam năm đó. Quả thật, số phận đã quá ưu ái với anh. So với các thủ thành khác từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, khả năng của Hồng Sơn không quá nổi trội. Nhưng Hồng Sơn đã đến độ quái khi anh đứng trong khung gỗ. Chất thép là điều tạo nên sự khác biệt giữa Dương Hồng Sơn và các thủ thành khác. Kể cả khi phạm sai lầm, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Chính những điều đó đã tạo nên cái chất điên của Hồng Sơn trong khung gỗ và điều này được chính anh chia sẻ. Tôi tập luyện và thi đấu như một thằng điên. Tôi biến mình thành thằng điên thực sự chứ không phải nói quá đâu. Dù rất điên nhưng Hồng Sơn luôn là người trước sau như một. Câu chuyện đến giờ vẫn được nhiều người đánh giá cao ở Hồng Sơn. Đó là chuyện không vì tiền mà bội bạc. Còn nhớ năm 2007, huấn luyện viên Triệu Quang Hà của Hà Nội TNT lúc đó đang đá giải hạng nhất vào chiêu mộ Dương Hồng Sơn khi anh vừa hết hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An. Sau khi nói chuyện với Bồ Hiển, Hồng Sơn đã đồng ý về Hà Nội TNT với giá 1,6 tỷ đồng trong vòng 3 năm. Ngay sau đó, Hải Phòng cử người vào tận nhà Hồng Sơn đổ 2,3 tỷ đồng xuống nền nhà, bảo mẹ của thủ môn này đếm cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhưng Sơn miền núi đã từ chối vì không thể thất hứa với Bồ Hiển. Với Sơn, thằng đàn ông đã nói là chỉ có một lời và chữ tín quý hơn tiền bạc. Biết chuyện, Bồ Hiển xúc động, quyết định thưởng ngay 100 triệu đồng cho Hồng Sơn, nhưng anh không nhận. Anh bay ra Hà Nội ký hợp đồng với Hà Nội TNT. Không chỉ Sơn nhận mình là thằng điên, mà nhiều người khác cũng nhận xét rằng anh điên điên xảo đó khi chứng kiến những câu chuyện xung quanh anh. Trong suốt sự nghiệp của mình,
đứng sau thành công của Hồng Sơn là một người vợ đảm đang. Hồng Sơn may mắn có được một mối tình để ắp những kỷ niệm từ khi hai người là bạn thuở thanh mai trúc mã. Rồi nên vợ nên chồng, có với nhau bốn mặt con. Chị Bích Huệ, vợ Sơn là một cán bộ ngân hàng, nhưng vẫn biết cách sắp xếp thời gian lo chu toàn cho bốn đứa con. Những khoản tiền có được từ bóng đá đem lại đã được vợ chồng anh tập trung vào đầu tư rất nhiều ngành nghề. Mở đầm nuôi tôm, kinh doanh siêu thị ở Vinh, nuôi yến lấy tổ ở Nha Trang. Chính nhờ có người vợ biết vun vén, lo toan và biết cách làm ăn, nên lúc này Hồng Sơn có thể hoàn toàn yên tâm về kinh tế mà chuyên tâm vào công tác huấn luyện. Mới theo nghiệp huấn luyện viên 2 năm, nhưng anh đã giúp U21 Hà Nội vô địch U21 quốc gia năm 2019 và U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế ở Đà Nẵng. Giờ đây, anh đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Phú Thọ. Với một sự nghiệp cầu thủ thành công, một gia đình êm ấm và hạnh phúc, và trước mắt là một sự nghiệp huấn luyện đầy hứa hẹn đang chờ đón. Nhìn về mặt của Hồng Sơn thì tất cả đều hiểu là anh đang rất tập trung. Không vào! Hồng Sơn vẫn duy trì được sự nhạy cảm của mình mà chúng tôi đã từng nói. Nếu như các cầu thủ Thái Lan tung ra cú dứt điểm thì anh cũng ngay lập tức đổ người. Trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam, Hồng Sơn cũng đã phản xạ rất tốt và chúng ta chỉ thua bởi một chút thiếu may mắn.